em Nguyễn Soto xin chào hai khách hàng đang vào tham gia livestream của em rồi. Mỗi anh chị như mình vào tham gia livestream thì chia sẻ cho em xin một nhát về trang cá nhân ở chế độ công khai. Và ngày hôm nay thì em lại báo giá lệch giờ hơn một chút. Đấy, lệch giờ hơn một chút do là vừa em đi gửi cái bộ hồ sơ. Đấy, do là vừa em đi gửi cái bộ hồ sơ cho khách nên là em về muộn một chút. Thì anh chị mình vẫn cứ vào gọi là đồng hành tham gia livestream cùng với em. Em sẽ quay tất cả những cái đầu xe bên em đang có cho anh chị như mình. Và giá thì đơn giản lắm, chỉ từ vài chục triệu đồng cho đến dưới 1 tỷ là anh chị mình có xe rồi. Đấy. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thì thả tim thả like cho em xin một nhát nào. Và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like cho em. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị nhà mình cùng xem. Cho anh xem với nhé. Ok anh. Đây em cho anh xem luôn. Đấy, anh Ngô Tuấn à. À, anh Ngô Tuấn là muốn xem một chiếc xe Hyundai Getz thì đây. Đấy, Hyundai Getz của anh đây nhá. Và chiếc xe xanh thì đang rửa. Đấy, đang rửa chiếc xe xanh rồi. Đến chiều nay thì em sẽ quay chiếc xe xanh đấy gửi nốt cho anh Ngô Tuấn xem. Thưa với tất cả anh chị mình rằng anh Ngô Tuấn thì có chuyển cọc cho em suốt là 10 triệu đồng để đặt một chiếc xe Hyundai Getz. Đấy, và em thì vẫn cứ gọi là hứa hẹn với anh là anh xuống đây thì sẽ có xe gọi là máy êm số ngoặt cho anh trai về tận đến Lào Cai thì thôi. Đấy, anh Ngô Tuấn là công tác ở Lào Cai và anh cũng sinh sống tại Lào Cai luôn. Đấy, nên là anh chỉ mua những chiếc xe gọi là tầm hơn 100 triệu đồng thôi để đi làm sao. Mục đích thứ nhất là phục vụ cho công việc và thứ hai là tránh mưa tránh nắng. Đấy, nên là anh thì thích đi xe Getz thì em có ngay Hyundai Getz cho anh đây. Một chiếc xe Hyundai Getz. Đấy, em sẽ quay nội thất bên trong cho anh trai xem. Đây, đèn pha siêu sáng rồi. Và xung quanh đèn pha thì ốp mạ chrome rồi. Đấy, bốn lốp thì vẫn còn rất là chắc chắn luôn. Rãnh lốp thì còn rất là dày đây. Đấy, còn rất là dày. Và bên trong nội thất thì đây, chia sẻ với anh luôn là tất cả ghế thì còn rất là căng đây rồi. Căng nhá anh nhá. Trần nỉ. Đấy, trần nỉ, trần rất là đẹp luôn. Đấy, trần rất là đẹp. Vô lăng ba chấu, thích hợp túi khí an toàn rồi. Có màn hình to. Đấy, có màn hình to, màn hình OLED giải trí có lớn 10 inch rồi. À, lên đây thì anh mở nhạc lên đập bùm bụp cho em. Đấy, đập bùm bụp cho em luôn. Và mặt táp nô của xe thì khá là sạch sẽ. Đấy, thảm này thì anh thích để thì để, mà anh không thích để thì anh bỏ nó ra. Đấy, đây mặt vô lăng à, mặt táp nô của xe rất là sạch sẽ. Đấy, bác chủ bác đi bác mua thêm cái thảm lý này bác cứ đậy vào. Đấy, thì đây táp ni của cánh cửa đây quá là sạch sẽ rồi. Loa thì to bằng cái bát ô tô và tất cả những cái nút khiển này còn rất là sắc nét. Đấy, một chiếc xe Hyundai Getz. Đây khoang sau là một hàng ghế da rất là căng. Đấy, anh Tuấn nhìn thấy chưa? Nếu anh Tuấn nhìn thấy rồi anh Tuấn chấm một chấm cho em xem nào. Nếu mà anh Tuấn nhìn thấy em xuất quay rồi thì anh Tuấn chấm một chấm cho em. Đấy, có cam lùi rồi anh nhá. Có cam lùi rồi. Em chào anh Cấm Hữu Hiến. À, mỗi anh chị nhà mình vào tham gia livestream thì cho em xuất xin nút chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai nào. Chia sẻ cho em. Em chào anh Tài Văn Khương. Em chào anh Hà Đặng. Em xin được chào 133 khách hàng đang tham gia livestream của em. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thì cho em xuất xin nút chia sẻ ở chế độ công khai và những lượt chia sẻ mới. Và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like cho em. Và đăng kiểm của chiếc xe này thì đến tháng 1 năm 2023 anh Tuấn nhá. Tháng 1 năm 2023. Đấy, em chào anh Cấm Hữu Hiến. Mỗi anh chị vào tham gia livestream thì chia sẻ cho em một nhát. Và 94 Bạc Liêu công tử, Bạc Liêu chào 34. Vâng, em 34 xin chào tất cả anh chị mình trên mọi miền tổ quốc luôn. Anh Ngô Tuấn, chiều nay em sẽ quay một chiếc xe Hyundai Getz màu xanh gửi cho anh trai. Chiều nay em sẽ quay tiếp một chiếc xe Hyundai Getz màu xanh gửi cho anh trai. Anh trai nhá. Đấy, em chào anh Văn Khương và fan cứng chào cả nhà nhé. Vâng, em chào tất cả các fan cứng cũng như là chào tất cả nhà mình luôn. Đấy, chúc cho cả nhà mình có một buổi trưa thật là vui vẻ và một buổi chiều làm việc thì đầy kết quả. Và hôm nay thì có rất là nhiều anh chị được nghỉ. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay là thứ bảy, có rất nhiều công ty được nghỉ đúng không ạ? Thì đây là một chiếc xe Matiz được sản xuất năm 2005, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 0.8 hộp số sàn. Xe này em bán là 58 triệu. 58 triệu em xuất đi về quê bằng chiếc xe này đấy anh chị ạ. Em xuất đi từ Hải Dương về Thái Bình và từ Thái Bình lại sang đến Ninh Giang, sau đó lại lên Hải Dương. Đấy, một chiếc xe Matiz này em bán 58 triệu. Máy êm số ngoặt điều hòa mát. Anh chị nhớ là những cái dòng xe mà từ 150 quay đầu, từ 150 quay đầu thì anh chị mình quan trọng nhất là làm sao máy êm số ngoặt điều hòa mát. Chốt 210.15 cho anh nào ok. 210.15. 210.15 chốt. Ok anh trai. Ok anh. Đấy, đây em công bố luôn. Đây em công bố luôn. Em công bố luôn trước tất cả 152 khách hàng chốt chiếc xe Hyundai Getz này cho anh Ngô Tuấn quê ở Lào Cai, được chưa? Đấy, chốt luôn. Đấy, chốt nhá. Tí này em sẽ dán biển dừng giao dịch. Em sẽ dán biển dừng giao dịch và ngày mai thì sẽ nhìn thấy
trên cái biển số, à trên cái mặt mặt tablo này là có hiển thị chữ là dừng giao dịch. Hôm nay em có vi ớt màu đỏ không em? Thưa với lại anh Cấn Hữu Hiến là vi ớt màu đỏ hiện tại em không có. Em đang có vi ớt đời 2016 màu đen số sàn bản E-Sin. Đấy, em đang bán là 368 triệu. Nếu mà anh thích màu đỏ thì em đổi, em đăng ký tên em đổi màu đỏ cho anh. Chiếc Hyundai Getz bao nhiêu? Chiếc xe Hyundai Getz này em đang bán là 145 triệu. Đấy, 145 triệu. Hyundai Getz 145 triệu đây. Đấy, à, anh Tori Linh Nhân hỏi là Hyundai Getz bao tiền. Thì thưa với anh là Hyundai Getz này 145 triệu. Anh Ngô Tuấn chốt. Đấy, và còn một chiếc xe Hyundai Getz màu xanh nữa, biển 29, chiều nay em sẽ quay và cho lên fanpage của em. Anh chị nào mà đang cần tìm Hyundai Getz, hiện tại em đang có 2 chiếc. Anh Ngô Tuấn đã nhận một chiếc xe Hyundai Getz màu bạc này rồi. Đấy, vì là anh Tuấn cọc cho em 10 triệu rồi. Còn một chiếc xe Hyundai Getz màu xanh nữa. Anh chị nào mà đang cần tìm Hyundai Getz, để lại số điện thoại cho em. Kết thúc live stream thì em sẽ lại tương tác với anh chị nhà mình. Đấy, em với anh Ngô Tuấn làm việc rất là nhanh chóng, rất là nhanh chóng luôn. Đấy, anh thì cần tìm, mà em thì lại đang bán, đúng không? Đấy, anh chị chỉ cần đặt niềm tin cho em sẽ trao chất lượng cho anh chị. Đấy, em bán xe rất là xa, bán tận Đồng Tháp, tận Bình Dương anh chị ạ. Sáng nay gửi liền phát mấy bộ hồ sơ đi rồi. Đấy, còn một anh trai ở trong Đà Nẵng thì đang muốn nghiên cứu chiếc xe Lacetti. Đâu ở chiếc xe đâu, em quay luôn cho anh chị xem. À, đang nghiên cứu chiếc xe Lacetti và còn bảo em là chụp căn cước cho anh. Thưa với tất cả anh chị mình rằng em suốt làm việc rất là chính xác, rất là tuân thủ đấy, và không làm gì trái pháp luật, không làm gì ảnh hưởng đến bất kỳ một ai, nên em sẵn sàng chụp căn cước của em nếu như anh chị yêu cầu. Đấy, nên em chia sẻ luôn. Và anh trai có bảo em là chụp căn cước, em chụp căn cước luôn. Hôm qua, à hôm trước em bán một chiếc xe Innova, anh trai ở Hà Nam bảo em đặt căn cước của em lên cái tờ mua bán này để anh chụp. Ok, em sẵn sàng đặt căn cước của em lên để cho anh chụp. Chụp với lý do để làm gì? Hai bên gọi là có sự tin tưởng nhau. Xe không liên quan đến pháp luật, đúng không ạ? Đấy, xe không liên quan đến tranh chấp. Khi mà xe liên quan đến tranh chấp thì đã có cái chứng minh thư của em, cái căn cước của em cộp trên đấy rồi. Và anh chị mình nhớ rằng là em suốt bán xe có cả dấu vân tay. Em bán xe cũng phải lăn vân tay, và anh chị mua xe của em cũng phải lăn vân tay vào đấy. Lăn vân tay để làm gì? Liên quan đến pháp luật, hai bên cùng phải có trách nhiệm. Đấy, nên là anh chị cứ yên tâm, chốt đi không người khác chốt mất xe, phải chờ xe sau nhé. À, anh Văn Cương à, anh Ngô Tuấn anh ấy chốt chiếc Hyundai Getz rồi anh ta ạ. Đấy, cọc 10 triệu rồi, cọc 10 triệu rồi. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Matiz bản SE, được sản xuất năm 2005, lắp ráp Việt Nam với động cơ 0.8. Em đang bán chiếc xe này là 58 triệu đồng. Chiếc xe này nói thật với anh chị này, em chưa dọn rửa gì. Em chưa dọn rửa gì. Đấy, có thời gian khoảng 1-2 hôm nữa bàn giao mấy chiếc xe xong thì em sẽ tiến hành dọn rửa chiếc xe Matiz này. Tối ngày hôm nay, tối hôm nay thì sẽ bắt đầu bàn giao một chiếc xe Hyundai Grand i10 cho anh chị ở trên Điện Biên. Đấy, cho anh chị ở trên Điện Biên. Chiều nay thì sẽ bắt đầu xuất phát. Đấy, và đến trưa mai được giờ thì bắt đầu mới vào nhà anh chị để bàn giao xe. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Captiva đời 2008. Xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.4 hộp số sàn, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Và em đang bán là 212 triệu. 212 triệu. Đấy, 212 triệu. Gầm cao máy thoáng, động cơ 2.4, động cơ càng lớn thì mức tiêu hao nhiên liệu phải càng nhiều. Nên anh chị đừng hỏi em là mức tiêu hao nhiên liệu của con này có bằng con Innova không. Động cơ nó lớn hơn thì nó phải hơn Innova. Đấy, nó phải rơi tầm 11 lít. Đấy nhá, nó phải rơi tầm 10 lít rưỡi đến 11 lít cho 100 km đường hỗn hợp, tùy vào chân ga của anh chị luôn. Đấy, anh chị nào chơi được liên hệ luôn với em qua số này 0326 824 899, em sẵn sàng phục vụ anh chị luôn. Và kế cận em đây là một chiếc xe Spark 2, à em xin lỗi, một chiếc xe Spark 2009, xe đăng ký 2 chỗ ngồi. Xe này chỉ có 2 chỗ ngồi thôi. Anh chị nào mà buôn bán thì mua chiếc xe này về này. Mua chiếc xe này về để làm gì? Để anh chị để hàng vào đây. Đấy, khoang sau anh chị nhìn giúp em này, rộng như một chiếc giường. Nếu đi đường xa thì nằm vào đây. Còn nằm vào đây để làm gì? Nghỉ ngơi, nghe nhạc, thư giãn, đúng không? Còn nếu như mà anh chị mà buôn bán thì đây sẽ là chỗ để hàng cho anh chị. Giá của này thì nhẹ nhàng lắm, có 82 triệu đồng thôi. Đấy, có 82 triệu đồng. Đấy, có cam lùi rồi, có cam lùi, cam hành trình, có màn hình đầy đủ luôn. 82 triệu. Đấy, táp đi, táp nô thì rất là sạch sẽ. Táp đi, táp nô thì quá là sạch sẽ rồi. Bốn lốp mới đây. Đấy, nói mới là phải mới chứ không phải nói mới mà cũ được. Bốn lốp mới và rãnh lốp thì còn rất là sâu. 82 triệu. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp, đúng không? Anh chị nào mà đang mua chiếc xe này về để gọi là tránh mưa tránh nắng này,
rồi là buôn bán này quá là ok, chúng ta mua có 82 triệu về chúng ta đi kiếm tiền trăm tiền tỷ luôn đúng không? Đấy, lấy hàng về xong lại xuất hàng đi, quá là ok. 82 triệu, ngày hôm nay em để cho anh chị 75 triệu. 75 triệu là anh chị tự đến đây lấy xe hộ em nhé. 75 triệu là anh chị tự đến đây lấy xe giúp em. Anh chị mình vào tham gia livestream thì chia sẻ cho em xin một nhát về trang cá nhân và các trang hội nhóm, và anh chị thả tim thả like cho em nào, thả tim thả like cho em, bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm. Và hôm nay anh chị cho em đạt được 200 khách hàng giúp em nào. Hôm nay anh chị nhà mình cho em lên 200 khách hàng để em giảm giá ở ngưỡng cửa 200 khách. Đấy, anh Ngô Tuấn bảo là ok em, ok anh nhá. Xe em suốt là chất nhất. Em cảm ơn anh Giai Trần Kiệt. Đấy, khi nào thì em sẽ được bắt tay dạy anh Giai Trần Kiệt nhỉ? Kế cận em đây là một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2010, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 0.8 hộp số sàn. Em đang bán chiếc xe này là 96 triệu đồng. 96 triệu đồng anh chị nhá, 96 triệu. Đăng ký 5 chỗ ngồi, đăng ký 5 chỗ ngồi rồi. Xe thì rất là đẹp. Đấy, xe thì bán ra thì phải có trách nhiệm với anh chị. Đấy, chứ không phải là bán xong rồi là anh chị gọi không nghe là không phải. Bán ra vẫn có trách nhiệm với anh chị bình thường. Tất cả những anh chị nhà mình khi rút hồ sơ xong rồi, khi chạy xe rồi vẫn liên hệ với em suốt. Đấy, và có em chia sẻ luôn một câu chuyện như này. Em bán một chiếc xe CDX màu xám đá vào trong Đồng Tháp, và anh chị đấy mua về vừa để đi này, vừa để cho thuê này, và vừa kiếm thêm tiền. Đấy, đó là chạy dịch vụ. Và anh ấy bảo rằng là ôm chưa bắt tay gì, hứa rồi ôm luôn. Đấy, anh chị nào mà đến đây mua xe em suốt cũng sẵn sàng ôm anh chị luôn. Đấy, ôm để làm gì, chụp hình làm kỷ niệm. Đấy, chứ anh em mình có làm gì đâu, anh em mình lúc nào cũng cây ngay đúng không, cây ngay không bao giờ sợ chết đứng. Em ôm nhưng mà em vẫn cho em fanpage mà. Đấy, chứ không phải là em chụp bụng chụp trộm, nên là các anh các chị cứ yên tâm. Và anh chị mình, em chia tiếp câu chuyện đó là con CDX màu xám đá đấy, anh ấy bảo rằng là xe rất là đẹp, anh sẽ lựa một chiếc nữa để về cho thuê. Ok anh, đấy, lúc nào em suốt cũng có xe đẹp cho anh chị mình luôn. Anh chị mình vào tham gia livestream thì cho em xin nút chia sẻ mới. Đấy, cho em xin những lượt chia sẻ mới, và cho em những nút tim, nút like và bình luận vào trong bài like. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe cho anh chị mình cùng xem. Và em về được một chiếc xe Lacetti CDX màu xám đá. Một chiếc xe Lacetti CDX màu xám đá được sản xuất năm 2010, lăn bánh lần đầu năm 2011. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem. Đấy, chiếc xe đấy thì là động cơ là 0.8 anh chị nhé. Động cơ 0.8, có hệ thống chống trơn trượt và có trợ lực tay lái luôn. Em đang bán chiếc xe đấy là 255 triệu. Anh chị nhìn thấy chưa? Một chiếc xe mang biển số 29A094.45, biển thành phố luôn. Đấy, đèn gầm đèn pha siêu sáng rồi. Có bán trả góp không em? Anh Huynh Thiện Vinh, anh Huynh Thiện Vinh lại hỏi là có trả góp không? Anh hãy vào tham gia livestream cùng em, hãy vào tham gia livestream cùng em. Em đang quay trực tiếp tất cả những chiếc xe mà em đang bán anh nhá. Anh có hỏi em về chiếc CDX này. Tuy nhiên thì anh bảo là anh thích đi số sàn, và em đã bảo anh là đi Lacetti SE. Đây, hiện tại nó đang ở đây rồi. Em sẽ quay đồng thời hai chiếc xe này cho các anh các chị cùng xem luôn. Thì đây là một chiếc xe CDX màu xám đá. Em vừa đi ở quê lên. Em vừa đi ở quê lên đây nè. Đấy, anh chị nhìn thấy bộ la răng của nó chưa? Quá là đẹp đúng không ạ? Và bên trong đây em sẽ quay cho anh chị xem. Trần thì có cửa lắp cửa trời, ghế da cao cấp nguyên bản theo xe, vô lăng ba chấu, tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay được thích hợp trên vô lăng rồi. Có cam hành trình, có cam lùi rồi, nhưng chưa có màn hình. Đấy, nhưng chưa có màn hình. Anh chị em nào mà mua chiếc xe này, em sẽ tặng anh chị một màn hình giải trí cỡ lớn. Tặng anh chị một màn hình giải trí cỡ lớn để anh chị đi xe nhớ đến em suốt luôn. Một chiếc xe quá là đẹp. Đấy, một chiếc xe quá là đẹp luôn này. Đấy, em đang bán chiếc xe này là 255 triệu đồng. Chị gái Hoàng Minh hỏi là giá sao vậy chị? 255 triệu anh nhá, 255 triệu. Và bên cạnh em đây, là một chiếc xe Lacetti SE đời 2009, xe nhập anh chị nhá, xe nhập. Đấy, cho xem quân đũa chị ơi. Ok chị gái Nhật Minh. Đấy, em quay tiếp chiếc xe Lacetti SE này đã nhá. Và bốn nốt thì còn mới, rãnh nốt thì còn rất là sâu. Và anh chị nhìn bên trong đây, vô lăng ba chấu. Em sẽ bọc một cái vô lăng vào đây, em sẽ bọc vô lăng vào đây nhìn cho chắc chắn. Và chân nỉ, ghế da thì rất là căng rồi. Củ số anh chị nhìn này, quá là sắc nét luôn. Có màn hình OLED giải trí cỡ lớn rồi. Em đang bán chiếc xe này với giá là 210 triệu đồng.
210 triệu đồng anh chị nhá. Cho xem xe 7 chỗ, anh Nguyễn Văn Khải bảo cho xem xe 7 chỗ. Xe 7 chỗ thì em có xe 7 chỗ đây. Innova đời 2013. Đấy, Innova đời 2013. Lắp ráp Việt Nam và động cơ 2.0 hộp số sàn. Xe thì được trang bị đầy đủ rồi. Em đang bán là 365 triệu. 365 anh chị nhá. 365. Giá thì quá giảm khi anh chị mình kết nối trực tiếp với em qua số hotline cũng như số Zalo 0326 824 899. Và anh chị nhớ là kết thúc live stream thì hãy liên hệ với em, vì bây giờ em đang live stream. Nếu mà anh chị liên hệ với em ngay lúc này thì sẽ bị mất tiếng và em không live được nữa anh chị nhá. Đấy, anh chị mình vào chia sẻ cho em nào. Chia sẻ mạnh tay cho em. Chị gái Nhật Minh còn ở đây không ạ? Nếu còn ở đây chấm một chấm vào trong bài live cho em. Nếu chị gái Nhật Minh còn ở đây chấm một chấm vào trong bài live cho em. Em sẽ quay những chiếc xe màu đỏ cho chị gái xem này. Đấy, còn ở đây thì chấm một chấm cho em. Em sẽ quay những chiếc xe màu đỏ cho anh chị nhà mình cùng xem. Thì đây là một chiếc xe Cruy. Một chiếc xe Cruy được sản xuất năm 2015. Form mới. Form mới nha anh chị nhá. Form mới. Có đèn gầm, đèn pha salon siêu sáng rồi. Và trên đèn pha là toàn bộ đèn LED luôn. Và bốn nốt mới. La răng đúc vành ABS chống quá cứng rồi. Xi nhan tích hợp trên gương. Và chiếc xe này thì có rất là nhiều. Có gì? Có cửa lóc cửa trời. Đấy, có cửa lóc cửa trời. Và trần nỉ ghế da cao cấp nguyên bản theo xe. Vô lăng ba chấu, tăng giảm âm lượng. Đàm thoại rảnh tay được thích hợp trên vô lăng. Và xe thì được trang bị rất là lộng lẫy luôn. Đấy, đúng kiểu dân chơi. Đấy, có cam hành trình, cam nụi đầy đủ. Màn hình ok. Và đề lỗ thông minh status rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Em đang bán chiếc xe này là 376 triệu. Đấy, 376 triệu. Ngày hôm nay em rút để cho anh chị với giá là 370 triệu. Em chào bác Nguyễn Bá Phối. Đấy, thưa với tất cả anh chị nhà mình rằng trên livestream thì có rất là nhiều cô dì chú bác cũng như là anh chị em. Cho phép em xuất xin được thông xin được xưng hô là em. Đấy, trên livestream thì có rất nhiều cô dì chú bác anh chị em. Cho em xin phép được xưng là em anh chị nhé. Có chiếc nào 150 triệu không? Chào anh Tín Ngọc, màu đỏ 5 chỗ nha chị Suốt. Đây, màu đỏ 5 chỗ đây, chị gái Nhật Minh này. Cruy 5 chỗ được chưa? 2015, form dáng mới. Zin tự lắp, dàn tòa Zin đi. 376 triệu. 376, đấy, xe thì có cửa lóc cửa trời. Có cửa lóc cửa trời chị gái nhá. Và bên cạnh em đây cũng là một chiếc xe Kia Rio, được sản xuất năm 2014, lăn bánh lần đầu năm 2015. Chiếc xe này em Suốt đang bán là 385 triệu. 385 triệu đồng. Xe nhập nguyên chiếc, Zin tự lắp, dàn tòa Zin đi. Đấy, em chào anh Phạm Văn Tuấn. Em chào bác. Có một bác này chắc là người Thái Lan. Đấy, toàn tiếng Thái Lan thôi. Có chiếc nào 150 triệu không? 150 triệu. 150 triệu à. 150 triệu thì có Hyundai Gate. Đấy, 150 triệu thì có Hyundai Gate chị gái nhá. Chị gái Tín Ngọc ạ. 150 triệu thì có Hyundai Gate. Và bên cạnh ở đây là một chiếc xe Soloto đời 2020, lắp ráp Việt Nam, số tự động. Em đang bán là 425 triệu đồng. 425 triệu đồng. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Ba chiếc xe màu đỏ đã đủ cho chị gái Nhật Minh lựa chọn chưa? Kia Rio này, Soloto này 2020, 425 triệu. Cruy 2015 số tự động. Em đang bán là 376 triệu. Kia Rio 2014 lăn bánh lần đầu năm 2015. Em đang bán là 385 triệu. Con nào dưới 300 nha chị? Dưới 300 thì lại có dưới 300. Một chiếc xe Mazda 3 được sản xuất năm 2009. Xe nhập nguyên chiếc, xe nhập nguyên chiếc. Em đang bán là 292 triệu, biển số thủ đô. Đấy, biển số thủ đô chị gái nhá. Quá là đẹp đúng không ạ? Và màu đỏ vẫn còn, màu đỏ vẫn còn chưa hết. Em xin phép các bác vừa em uống hộp nước. Đấy, Mazda 3 2009 thì em đang bán là 292 triệu. Đây là một chiếc xe Kia Rio. Một chiếc xe Kia Rio đời 2016. Xe nhập nguyên chiếc em đang bán là 418 triệu. Đấy, 418 triệu. Và màu đỏ số sàn
em có Kia Morning. Đấy, có Kia Morning được chưa? Chiếc xe này thì em đang bán là có hơn 100 triệu thôi. Đấy, đời 2016. Em xin lỗi, em đang bán là 205. Em xin được gửi lời chào tới tất cả anh chị nhà mình. Anh chị cho em xin lượt chia sẻ mới nào. Cho em xuất xin lượt chia sẻ mới. Và anh chị bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Và mỗi anh chị vào tham gia livestream thì thả tim thả like. Thả tim thả like cho em xuất sim một nhát nào. Thả tim thả like cho em xuất sim một nhát để em xuất có động lực báo giá cũng như là thông tin tất cả những thắc mắc của anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Một chiếc xe Spark đời 2009, em đang bán 95 triệu. 95 triệu được chưa? Và kế cận em đây là một chiếc xe Spark. Anh chị nhìn có đẹp không ạ? Một chiếc xe Spark 2009 em đang bán là 96 triệu. Nói chung là Spark thì nó phải rơi vào tầm 8 năm 90 triệu trở lên. Đấy, 8 năm 90 triệu, 95 triệu là chúng ta có Spark ngon rồi. Và kế cận em đây là một chiếc xe Mazda 3 đời 2010, xe nhập nguyên chiếc, hộp số tự động. Em suất đang bán là 320 triệu đồng. 320 triệu đồng anh chị nhé. Đấy, đèn pha siêu sáng rồi. Và xe này thì có cửa lóc, cửa trời. Em chào anh Giai Lâm Hồng Tuynh. Đấy, anh Giai Lâm Hồng Tuynh thì đợt trước thì cũng có hỏi xe của em. Tuy nhiên thì anh lại mua được của người nhà rồi. Nên là anh em mình thì kiểu gì cũng có ngày gặp nhau. Đấy, kiểu gì cũng có ngày gặp nhau. Và bây giờ thì anh đã chuyển công tác về huyện Quỳnh Phụ rồi. Thì kiểu gì cũng có ngày em gặp anh nhé. Đấy, và em xin được gửi lời chào tới tất cả anh chị nhà mình. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream giúp đỡ em suốt sim nút chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai. Và anh chị thả tim thả like cho em cũng như là bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay anh chị nhé. Và thưa với tất cả anh chị mình rằng có rất là nhiều anh chị hỏi trả góp, thì em cũng xin phép là em thông tin hình thức trả góp như sau. Đối với lại trả góp thì anh chị bên ngân hàng người ta sẽ bắt buộc là người ta giải ngân bằng hình thức, đó là anh chị phải mua bảo hiểm nhân thọ và anh chị phải mua bảo hiểm thân vỏ. Đấy, và em chỉ hỗ trợ trả góp ở khu vực gần thôi. Đấy, còn nếu mà xa quá như ở miền trong thì là em sẽ không hỗ trợ được. Nên là anh chị ở miền trong thì cũng thông cảm giúp em. Do là anh chị mình khoảng cách địa lý xa nhau quá, em không thể hỗ trợ anh chị được, thì anh chị cũng thông cảm giúp em. Và kế cận em đây là một chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2011, xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ là 1.0 hộp số sàn. Em đang bán là 140 triệu đồng. 140 triệu đồng anh chị nhé. 140 triệu đồng. Mỗi anh chị vào tham gia livestream thì cho em xuất xin lượt chia sẻ mới nào. Và chiếc Hyundai Grand i10 này em xuất đang tiến hành rút hồ sơ rồi. Đang tiến hành rút hồ sơ rồi anh chị nhé. Và kế cận em đây là một chiếc xe Innova đời 2013, xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.0 hộp số sàn. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi và em đang chào bán là 365 triệu đồng. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Vios bản E-Sin được sản xuất năm 2017. Chiếc xe này đã rút hồ sơ xong rồi và em suốt đang cầm giấy tờ. Và chiếc xe này thì đã sẽ được bàn giao vào ngày 2 tháng 11 cho một anh trai là Đỗ Xuân An, quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa. Thọ Xuân, Thanh Hóa anh chị nhé. Và anh An đã đổ vào tài khoản em suốt là 130 triệu đồng rồi. Đã đổ vào tài khoản em 130 triệu đồng rồi. Xe này là thuộc của anh An, quê Thanh Hóa rồi anh chị nhé. Và kế cận em đây là một chiếc xe Captiva được sản xuất năm 2010, xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.4 hộp số tự động. Em đang bán là 298 triệu đồng. 298 triệu đồng anh chị nhé. 298 triệu đồng. Một chiếc xe Captiva đời 2008, động cơ 2.4 hộp số tự động. Em đang bán là 258 triệu. 258 triệu. Ngày hôm nay còn 250 triệu. 258 thì còn 250. Anh chị chia sẻ cho em nào. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em. Và kế cận em đây là một chiếc xe Chevrolet Cruze được sản xuất năm 2009, xe nhập nguyên chiếc anh chị nhé. Em đang bán là 259 triệu. 259 triệu đồng. Mỗi anh chị vào tham gia livestream thì chia sẻ cho em suốt sim một nhát về trang cá nhân ở chế độ công khai. Và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Hyundai Grand i10 được sản xuất năm 2016, xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.2 hộp số sàn. Em đang bán là 265 triệu. 265 triệu đồng. Kế cận em đây là một chiếc xe Lancetti SE được sản xuất năm 2009, xe nhập nguyên chiếc và em đang bán là 205 triệu đồng. 205 triệu đồng anh chị nhé.
Mỗi anh chị nhà mình vào tham gia livestream thì cho em xuất xin một lượt chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai. Và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trước mặt em đây là một chiếc xe Innova bản G được sản xuất năm 2009, lắp ráp tại Việt Nam. Động cơ 2.0 hộp số sàn. Em đang bán là 260 triệu đồng. Đây là một chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2009, xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.0 hộp số tự động. Em đang bán là 235 triệu đồng anh chị nhé. Xe đẹp, màu trắng ngọc trinh, biển số thủ đô rồi. Bốn lốp thì còn rất là mới, anh chị nhìn nào, còn rất là mới. Rãnh lốp thì còn rất là sâu và la răng đúc phanh ABS chống bó cứng rồi. Xi nhan thích hợp trên gương. Em chào bác Nguyễn Văn Tuất. Đấy. Kế cận em đây là một chiếc xe Ford Everest được sản xuất năm 2007, lăn bánh lần đầu năm 2008. Xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.5 hộp số sàn. Em đang bán là 272 triệu đồng. 272 triệu đồng anh chị nhé. 272. Ngày hôm nay xe còn 265. 272 thì còn 265. Và kế cận em đây là một chiếc xe Vios bản E xịn được sản xuất năm 2009, lắp ráp tại Việt Nam, động cơ 1.5 hộp số sàn, xe đăng ký 5 chỗ ngồi và em đang chào bán là 210 triệu. Đấy, xe máy số và còn zin anh chị nhá, máy số và còn zin. Đấy, và có la răng đúc rồi, có phanh ABS chống bó cứng, có xi nhan trên gương, em đang bán là 210 triệu. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 205 triệu đồng. 205 bao gồm những gì? Bao gồm phí rút hồ sơ, bao gồm hỗ trợ một phần vận chuyển, bao gồm đóng bãi anh chị nhé. Đấy, em đang muốn tìm quân tập lái. Tập lái thì em có sờ bắc, có ma tít nhá anh Dây Lại Hoa nhá. Ma tít em đang bán là 58 triệu đồng, sờ bắc em đang bán là 85 triệu đồng. Anh chờ em 1-2 phút nữa em sẽ quay đến con sờ bắc cho anh ra xem. Kế cận em đây là một chiếc xe Toyota Yaris đời 2016, xe nhập nguyên chiếc và động cơ là hộp số tự động. Em đang bán là 432 triệu đồng. 432, ngày hôm nay sẽ còn 425. 432 thì còn 425. Và kế cận em đây là một chiếc xe Hyundai Grand i10. Chiếc xe này sẽ làm dâu ở trên Điện Biên rồi. Tối nay sẽ xuất phát. Đấy, xuất phát để bàn giao chiếc xe Hyundai Grand i10 này cho chị Hằng ở trên Điện Biên. Đấy, cho chị Hằng anh Được ở trên Điện Biên. Đấy, một chiếc xe Hyundai Grand i10 đời 2017. Em đang bán chiếc xe này là 275 triệu đồng. Đấy, và đã thuộc về anh Hằng, à anh Được và chị Hằng ở trên Điện Biên rồi anh chị nhé. Em chào anh Duy Vương, em chào anh Cảnh Phúc, em chào anh Bùi Thanh Minh. Em xin được gửi lời chào tới tất cả anh chị nhà mình. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thì chia sẻ cho em xuất xin một nhát ở chế độ công khai. Và anh chị bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live. Em sẽ quay trực tiếp tất cả những chiếc xe đó cho anh chị mình cùng xem. Kế cận em đây là một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2008, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 0.8 hộp số sàn. Em đang bán là 85 triệu đồng. 85 triệu đồng, xe đăng ký 5 chỗ ngồi anh chị nhé. Xe rất là cứng cáp luôn, rất là cứng cáp. Có 85 triệu đồng thôi anh chị nhé. Em chào anh Nguyễn Trường. Mỗi anh chị vào tham gia livestream thì thả tim thả like cho em nào. Bình luận cho em những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong đây. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho toàn thể anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Đấy. Kế cận em đây là một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2009, lắp ráp tại Việt Nam, động cơ 0.8 hộp số sàn. Em đang bán là 96 triệu đồng. Đấy, 96 triệu đồng là chúng ta có xe đi rồi đúng không ạ? Đấy, và anh chị đừng hỏi em là xe có đi được không nhé. Chẳng đi được thì sao đúng không? Không đi được thì Việt Nam đốt hết lâu rồi. Đấy, một chiếc xe Kia Rio đời 2016, xe nhập nguyên chiếc, động cơ 1.4 hộp số tự động. Em đang bán là 415 triệu. Đấy, ngày hôm nay còn 405. 415 thì còn 405 anh chị nhé. Và kế cận em đây là một chiếc xe Lacetti CDX đời 2009. Em đang bán là 255 triệu. 245 triệu. Đấy, 245 triệu. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2008, em đang bán là 78 triệu đồng. Đấy, 78 triệu là chúng ta có xe tránh mưa tránh nắng rồi, sẽ không phải đi những chiếc xe máy như thế này đúng không? Và đây là một chiếc xe Matiz bản SE được sản xuất năm 2005, em đang bán là 58 triệu.
58 triệu anh chị nghe không nhầm đâu ạ, 58 triệu. Và kế cận có bao tông đụng xe ngập nước không? Bao chứ chị? Ừ, bao luôn. Vừa đấy chị Ngọc Tín hỏi con xe là tầm bao nhiêu tiền nhỉ? Chị Ngọc Tín vừa nãy chị hỏi em con xe tầm bao nhiêu tiền? 150 triệu đúng không? 150 triệu bao luôn cho chị chứ? Ồ, bao đâm đụng, bao ngập nước luôn. Và kế cận em đây là một chiếc xe Captiva đời 2008, xe lắp ráp tại Việt Nam, động cơ 2.4 hộp số sàn. Em đang bán là 212 triệu, 212 triệu đồng, 212 triệu. Và thưa tất cả anh chị mình rằng xe Matiz em xuất còn bán ở tận Quảng Nam anh chị nhé. Matiz em còn bán ở tận Quảng Nam, chiếc xe chỉ có vài chục triệu đồng. Thì anh chị phải biết rằng là em suốt phải tin tưởng vào chất lượng xe như nào thì em mới dám bán xa, đúng không ạ? Đấy, em bán Innova vào tận Khánh Hòa, tận Bình Dương. Đấy, em bán Captiva vào tận Sài Gòn thì anh chị biết rằng là như thế nào rồi. Đấy, hôm qua, em hôm trước, hôm đấy là hôm chiều thứ 6, em có bàn giao một chiếc xe Spark vào trong Đồng Tháp, chiều nay là anh ấy sẽ nhận được. Đấy, sáng nay anh ấy có gọi điện anh hỏi là số tiền còn lại thì là anh sẽ chuyển khoản cho em, hay là anh nhờ, hay là em nhờ bên vận chuyển thu. Thì em bảo rằng là nếu anh có tiền mặt thì anh đưa cho bên vận chuyển thu cho em, còn nếu anh có tiền tài khoản thì anh chuyển khoản cho em. Đấy, em suốt làm việc rất là rõ ràng và rất là thoải mái, lúc nào cũng tạo sự thoải mái cho tất cả khách hàng của mình luôn. Đấy, và luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của anh chị mình để hoàn thiện mình hơn anh chị nhé. Nên là anh chị cứ yên tâm, chiếc xe Matiz trước mặt em đây em bán chỉ có 58 triệu thôi. Máy em số ngọt, điều hòa mát, cam kết không đâm đụng, được chưa? Đấy, và thưa với tất cả anh chị mình rằng em suốt bán xe sẽ phải dùng điểm chỉ, đó là dấu vân tay, dấu vân tay nha anh chị nhé. Đấy, chứ không phải là bán xe bằng miệng không. Bán xe là phải có giấy tờ đàng hoàng, nên là anh chị cứ yên tâm. Matiz 2005 này em bán 58 triệu, máy em số ngọt, điều hòa mát, thân vỏ chắc chắn luôn. Nếu bên cạnh em đặt một chiếc xe SH và một chiếc xe Matiz như này, trời nắng trời mưa, đấy thì anh chị chọn cái gì? Chắc chắn là chọn chiếc xe 58 này rồi. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, đúng không? Không phải quần áo mưa, không phải áo nắng, không phải khẩu trang các kiểu. Rất là tiện lợi. Đấy, 58 triệu em đi vù vù, em đi từ đây về Thái Bình. Đấy, địa chỉ giao dịch bên em thì rất là rõ ràng rồi. Tại mặt đường 62m, cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương. Đấy, anh chị thấy là em có rõ ràng không? Rất là rõ ràng. Và chỉ có một số hotline cũng như là một số Zalo duy nhất, đó là 0326 824 899. Nếu em nói đúng anh chị thả tim thả like cho em nào. Thả tim thả like mạnh mẽ cho em nào anh chị ơi. Đấy, thả tim thả like mạnh mẽ cho em, bình luận cho em và cho em xin lượt chia sẻ mới nào. Cho em xin lượt chia sẻ mới về trang cá nhân nào. Đấy, sáng nay thì có một anh trai, anh ấy hỏi chiếc xe Lacetti SE. Đấy, đầu tiên thì hỏi Lacetti CX, nhưng mà anh lại không muốn đi số tự động, anh muốn đi số sàn. Chuyển sang Lacetti SE, quay chụp cho anh rồi, nhưng mà anh vẫn còn có vẻ là không tin tưởng em lắm. Thì thưa với tất cả anh chị nhà mình rằng khi anh chị cọc xe của em đều có một cái tin nhắn cũng như là một cái cuộc gọi chốt lại cho anh em là em đã nhận từng này, còn từng này nữa. Đấy, hẹn đến cái là đến giao xe, nhận lốp hay như nào là em đều có. Nên là anh chị cứ yên tâm. Còn với em là anh chị cọc xe cho em vài chục triệu đồng không làm gì cả anh chị nhá. Đấy, vài chục triệu đồng không làm gì cả. Bởi vì là em bán xe thì phải mang đến cái sự uy tín cho khách hàng. Bây giờ thì em sẽ quay cái mặt tiền của em. Em sẽ quay cái mặt tiền của em để cho anh chị mình biết, biết rằng em suốt bán xe như thế nào. Đấy, trời tiếp thì nắng quá nên là cái chỗ này nó bị ngược ánh sáng. Em sẽ quay cái chỗ nào cho nó rõ cái mặt của em, rõ cái mặt của em để anh chị mình cùng nhìn em nhá. Đấy, cùng nhìn em xem là em suốt bán xe có mặt mũi như thế nào. Rất là tối đúng không ạ? Tối quá, không có cái chỗ nào sáng để em quay. À đây, tạm chỗ này ra nào. Em sẽ quay cái mặt tiền của em để cho anh chị mình biết rằng em suốt bán xe có mặt mũi như thế nào. Đấy, không thì anh chị này bảo là luôn nói như thế mà chẳng nhìn thấy mặt mũi nó đâu. Thì thưa với tất cả anh chị nhà mình rằng là em là Nguyễn Xu Tô Hải Dương, có địa chỉ kinh doanh rất là rõ ràng tại mặt đường 62m, cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương anh chị nhé. Em muốn tìm một cái chỗ nào nó rất là sáng để em quay cho anh chị gặp trực tiếp em luôn, nhưng mà cái chỗ này nó đang vướng cái lán, tối quá. Có con nào tầm 30 không em? 30 thì hiện tại em không có anh trai ạ.
đấy, 30 thì hiện tại em không có, 58 triệu thì em có đấy, 58 triệu thì em có, rất là quá luôn, rất là quá. Anh chị có thấy quá không ạ? Rất là quá luôn ạ. Đây em để đây xem có được không. Rất là quá luôn. Đây. À, hơi là quá. Đấy, cũng có quá nhưng mà thôi thì em cũng quay để cho anh chị biết cái mặt tiền của em. Thì thưa với tất cả anh chị mình, em là Nguyễn Thu Tô Hải Dương, có địa chỉ giao dịch tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương. Và em thường live stream vào khung giờ 11:30 các ngày trong tuần anh chị nhé. Đấy, 11:30 các ngày trong tuần. Và anh chị tham gia video thì tham gia live stream của em nhớ ấn hình quả chuông, bật nút thông báo để cập nhật những buổi em báo giá cũng như những hình ảnh, những video mà em xuất đăng tải hàng ngày để không bị bỏ lỡ những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm. Đấy. Khi mà anh chị mà cọc xe rồi, ngày mai em live stream em lên sóng em vẫn báo giá là hôm qua, ví dụ như là anh Nhật Minh chẳng hạn. Hôm qua anh Nhật Minh anh có cọc cho em 20 triệu đồng nhận chiếc xe này. Đấy. Và em sẽ quay chiếc xe đó hiển thị đã nhận cọc. Đấy. Khi mà xe đã có cọc rồi thì bên em sẽ ngừng giao dịch cho anh chị luôn. Nên là anh chị cứ yên tâm. Và bên em bán xe xa vận chuyển bằng hình thức đó là cho xe đi xe lồng. Đã xe lồng sẽ có trách nhiệm đó là chở xe vào tận địa điểm anh chị nhận xe. Thế là quá là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Và đến nơi anh chị thanh toán nốt, chứ không phải là em bắt anh chị là thanh toán 100% tiền xe xong rồi em gửi xe là không phải. Ví dụ như bây giờ chị gái Nhật Minh mua của em một chiếc xe Kia Rio chẳng hạn 400 triệu thì chị gái sẽ chuyển trước cho em. Nếu mà chị rút hồ sơ thì chị sẽ chuyển trước cho em là 20 triệu. Em tháo biển, em đi rút hồ sơ cho chị. Sau khi đó thì em sẽ cho xe lên xe lồng. Trước khi xe lên xe lồng, em sẽ gọi video cho chị. Gọi video để làm gì? Để chị xác nhận rằng xe đã lên xe lồng. Khi xe bắt đầu vào thủ tục để làm lên xe lồng thì chị chuyển tiếp cho em 50 hoặc 100. Sau đó xe lồng đánh xe đi, đánh xe vào nơi anh chị nhận xe, thanh toán nốt cho em. Ok chưa ạ? Hình thức bán xe bây giờ thời đại 4.0 rồi anh chị ạ. Đấy, mua bán đơn giản và nhanh chóng lắm. Nên là anh chị cứ yên tâm. Nếu mà em suốt mà lấy xong 30 đồng cọc của anh chị, làm sao mà em đứng vững ở trên cái kênh live stream được? Làm sao mà em tồn tại ở trên thị trường được đúng không anh chị? Anh chị chia sẻ cho em nào. Anh chị chia sẻ cho em và thả tin thả like cho em, bình luận mạnh mẽ cho em nào. Anh chị trầm thế nhở? Anh chị bình luận mạnh lên. Đấy, kể cả là mua hay không mua thì cứ bình luận mạnh lên xem nào. Bình luận mạnh mẽ lên để em báo giá cho anh chị cho nó sướng đời xem nào. Đấy. Xe bên em thì có giá trị từ 58 triệu đồng anh chị, từ 58 triệu đồng, 58 triệu là xe gì? Xe Matiz anh chị nhá. Đấy. Và 80-90 triệu là xe Spark. Đấy, hơn 100 triệu của Kia Morning. Đấy, rồi có E1. Đấy, rồi là Hyundai Getz. Tầm 200 triệu chúng ta có i10, có Lacetti SE, đúng không ạ? Rất là nhiều, có Vios đời 2009. Anh chị chia sẻ cho em đi, chia sẻ mạnh mẽ cho em nào anh chị ơi. Và chủ xinh gái quá, em thì cũng xinh bình thường thôi, anh gái lại hoa. Đấy, xinh bình thường thôi. Mỗi anh chị vào tham gia live stream thì thả tim thả like cho em xin một nhát nào. Em chào anh trai Trần Lâm. Em quay đi mặt tiền của em để anh chị biết là em xuất bán xe có gương mặt như nào. Quá quan luôn. Con cáp thì ba ấy. Con cáp thì ba kia máy xăng anh ạ. Đấy, con cáp thì ba đây máy xăng và được sản xuất năm 2008. Cáp thì ba bên em chỉ có máy xăng thôi anh nhá. Đấy, có máy xăng, số sàn và số tự động. Số sàn thì tầm 201. Đấy, còn số tự động thì của nó là tầm 258. 258 đến 258. Đời 2008 và 2010 thì là 298 anh ra nhá. Anh Hoàng Xu ạ. Đấy. Mua vào Đắk Nông có chuyển không? Em có chuyển. Đấy, vừa rồi thì em có chia sẻ là em chuyển xe trên mọi miền Tổ quốc luôn chị gái Ngọc Tín ạ.
buổi chiều nay thì một anh trai ở Đồng Tháp sẽ nhận được một chiếc xe Spark. Sáng nay anh ấy không gọi điện cho em là số tiền còn lại anh chuyển khoản cho em hay là anh đưa cho lái xe, thì em cũng bảo anh ấy luôn là nếu như anh có tiền mặt thì anh đưa cho lái xe, còn nếu như anh có tiền khoản thì anh chuyển khoản cho em. Đấy, em thì rất là dễ dàng, không bắt anh chị là ép là phải đưa tiền mặt hay là ép là anh chị phải gọi là chuyển khoản. Anh chị có hình thức nào thì thanh toán hình thức đấy. Bởi vì là ví dụ như hôm trước một anh mua con em, mua của em một chiếc xe Innova anh ở Khánh Hòa. Anh đấy sinh năm 65, thực tế là anh không dùng tài khoản. Anh ấy hoàn toàn là ra ngân hàng chuyển cho em. Chuyển cho em khi mà em cho xe lên xe lồng cũng như là khi mà anh ấy cọc xe là đều ra ngân hàng chuyển. Sau đó đến lúc thanh toán là anh đưa toàn bộ tiền mặt cho bên lái xe chị gái Ngọc Tín nhá. Đấy, em chuyển, có chuyển vào Đắk Nông. Đấy, có chuyển vào Đắk Nông, Đắk Lắk, có chuyển Quảng Nam, Đà Nẵng, chuyển hết chị gái ạ. Đấy, chuyển bằng xe lồng và sẽ đỗ ở cái địa điểm gần nhất. Đấy, thuận tiện nhất cho anh chị lấy hàng thì thôi. Có con cáp Diva. Anh ơi, anh Hoàng Xu ơi, con cáp Diva đằng sau là máy xăng anh ra nhá. Đằng sau người em là một chiếc xe Captiva máy xăng, em đã quay cho anh ra xem. Đây, một chiếc xe Captiva đời 2008, lắp ráp Việt Nam và động cơ 2.4 hộp số sàn, xe đăng ký 7 chỗ ngồi và em đang bán là 212 triệu. Xe này máy xăng anh nhá, máy xăng, đèn gầm, đèn pha siêu sáng luôn, đèn pha, đèn bi cầu, đèn mắt quỷ rồi, có tất cả những cái giải đèn nhét mắt mắt đây. Đấy, 4 nốt thì còn rất là chắc chắn, có la răng đốc rồi, có xi nhan trên gương và xe thì trang bị bậc lên bậc xuống rồi. Chiếc xe này khóa cửa rồi, em không quay nội thất bên trong cho anh trai xem được. Nếu mà anh quan tâm chiếc xe này, hãy để lại số điện thoại cho em, anh Hoàng Xu nhá. Nếu anh quan tâm thì hãy để lại số điện thoại cho em sẽ gọi anh. Đấy, để anh xem chiếc xe Captiva máy xăng này. Đấy, máy xăng, có Hyundai Accent không, xe nhập, có Hyundai Accent nhập luôn anh trai nhá. Có Hyundai Accent nhập. Đấy, Hyundai Accent đời 2011, xe nhập nguyên chiếc, nội thất zin theo xe, xe độ đủ rồi. Đấy, sẵn đi thôi. Em đang bán là 345 triệu. 345 triệu để em xem xe rồi. Đấy, để em xem là chiếc xe Hyundai Accent đấy ai đang đi rồi. Đi ăn cỗ rồi thì phải anh ạ. Đấy, hôm nay ở dưới quê có cái đám cưới. Anh Trưởng ơi, Hyundai Accent đâu rồi? Ai đi? Lại đi. Anh Hoàng Xu hãy để lại số điện thoại cho em nào. Ở Hyundai Accent đấy, chú em đi ăn cỗ rồi. Đấy, chú em đi ăn cỗ rồi anh ạ. Đấy, cứ xe đẹp đi thôi. Anh hãy để lại số điện thoại cho em. Lát nữa thì em sẽ gọi anh cũng như là gửi những hình ảnh video của chiếc xe Hyundai Accent đấy cho anh ra xem. Xe rất là đẹp, máy xăng không mua đâu em. Ok anh, Hyundai Accent thì phải máy xăng chứ. Hyundai Accent thì phải máy xăng. Còn Captiva máy xăng anh không mua đâu. Vâng, ok anh. À, anh không mua thì anh có thể chuyển sang Hyundai Accent máy xăng. Anh Hoàng Xu hãy để lại số điện thoại cho em nào. Kết thúc live stream thì em sẽ liên hệ với anh về chiếc xe Hyundai Accent. Em chào anh Mạnh Cường. Em xin được gửi lời chào tới 138 khách hàng đang tham gia live stream của em. Anh chị vào live stream thả tim thả like cho em nào. Và bình luận mạnh mẽ lên. Hyundai Accent đấy hiện tại không có nhà, chú em đi rồi anh ạ. Đấy, chú em đi mất rồi. Nên là anh để lại số điện thoại cho em, lát nữa thì em sẽ kết nối luôn với anh. Anh chị mình vào chia sẻ cho em nào, chia sẻ mạnh tay cho em và bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem. Em cảm ơn anh Nguyễn Tô Ly đã để lại dấu chấm. Đấy, cùng tương tác với em. Đây là gương mặt của em. Đấy, đây là gương mặt của em anh chị nhá. Địa điểm giao dịch tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương. Một số online cũng như một số Zalo duy nhất đó là 0326824899 mà em đã ghi dưới màn hình. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị mình vào buổi phát sóng lần sau vào khung giờ 11:30 các ngày trong tuần. Và anh chị tham gia livestream thì cho em xin những lượt chia sẻ mới, thả tim thả like cũng như là bình luận cho xem mà anh chị đang cần tính trong bài like. Và anh chị nhớ anh chị cập chuông và nút thông báo và cập nhật những buổi em báo giá, những hình ảnh, video mà em sẽ đăng tải hàng ngày. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị mình. Thân ái, chào tạm biệt.